Thân ái mến chào quý bạn nhà mình nhé. Ngày hôm trưa hôm nay mình có ý muốn đi mua một ít cây cỏ về để mà thay một mảnh vườn nhỏ của con gái mình. Thành ra là mình bắt đầu và đã vừa mới đậu xe ở tiệm Home Depot, là một cái tiệm chuyên bán về vật dụng xây dựng nhà cửa và cây cảnh đó quý bạn. Xin mời quý bạn theo mình nhé. Từ xa để mà bước vào đến cái cửa chính thì chúng ta thấy họ đẩy ra ngoài sân và bán rất là nhiều cái máy, cái system nhỏ nhỏ gọi là cái máy barbecue đó, như là những cái không phải là cái máy, nó phải là cái máy, nó là một cái ô để mà mình bỏ than vô. Rồi nó có câu với lại nó câu vô đường gas để mà đốt than cho mau cháy, mau đỏ hồng. Và sau đó thì sau khi mà mình thấy than nó hết mùi hôi rồi đó thì chúng ta sẽ có thể bỏ thịt heo, thịt gà, thịt bò lên để mà nướng. Giá nào cũng có hết. Chúng ta thấy có 179 đồng. Coi nha, 179 đồng. À, một cái máy đơn giản này thôi. À, 179 đồng. Xong rồi, 190 đồng. Đẹp quá, là 299 đồng. Nhiều lò hơn nữa, tức như là dùng cho những cái tiệc lớn đông người đó, thì cái lò này 399 đồng, bề ngang nó cũng thước rưỡi đó quý bạn, được lắm. Hai bên là có hai cái chỗ để mà mình gác đồ ăn nữa nè đó, rồi mấy cái nút bật. Chỗ này là có một cái hộc nhỏ nhỏ để cho những cái chút mỡ màng này kia nó chảy xuống. Này thì 499 đồng. Sau đây là hoa cỏ. Người ta có bán một cái loại cỏ giả này quý bạn. Cỏ này bằng lát xích thôi, bằng ni lông thôi, để khi mà mình trải xuống nhà đó thì chúng ta không cần phải tưới nước. Get in store có nghĩa là người ta có công ty riêng để mà tới lắp ráp cho mình. Đây người ta bán gỗ. Các bạn ơi, mùa đông ở đây đó thì có những cái nhà người ta xây cái lò sưởi sẵn ở trong đó. Cái ta bỏ gỗ lên, gọi là firewood. Bỏ gỗ lên rồi nhóm lửa để giữ cho nhà ấm. Còn vào lúc này mà bán gỗ đó thì mình nghĩ là để người ta chơi đó. Có những cái nhà mà ngoài sau họ có xây một cái bồn gạch cho kín. Xong rồi buổi tối khi mà ra ăn uống thịt nướng này kia đó thì nó lạnh đó, cái người ta sẽ bỏ gỗ này vô trong cái một cái ô gạch, một cái bồn gạch đó, cái người ta đốt lên để cho nó an toàn. Thì đây là cái gỗ để người ta đốt chơi ban đêm đó, chứ không phải để cho mùa lạnh đó. Đây là những cái bịch than đá người ta đã nắng sẵn rồi. Thậm chí có những cái người ta còn ướp, không phải là ướp mà người ta tẩm dầu trong đó luôn, thành ra khi mình mồi lửa là nó cháy liền đó, hay lắm.
chúng ta là những, nó gọi là oak barrel, tất nhiên là những cái thùng mà người ta vót cái gỗ sồi đó các bạn. Cái gỗ này nó dai lắm, thế thì người ta vót nó dài ra rồi người ta uống nó lại thành những cái barrel, giống như những cái thùng, những cái thùng lớn đó. Những cái thùng này nè thì để trồng cây, để mà trồng cây để co trong nhà, cho khi mà mình tưới nước đó, thì cát bụi nó không có chảy ra ngoài nha. Đây họ có làm một cái mẫu cho mình coi, các bạn thấy không, gọn gàng đẹp đẽ, tưới ít nước thôi. Đây là cái loại cây nó mọc ở miền nóng, ở những cái khu sa mạc, chúng ta bỏ qua đây rồi để mà tạo cảnh cho sân trước sân sau đó, mà tưới ít nước thôi, không cần nhiều, tiết kiệm nước đó. Đây là toàn cảnh những cái barrel mà người ta bán để mà bỏ cây cối lên. Chúng ta bắt đầu đi vào tới vườn bán hoa của người ta rồi. Đây là một kiện bông dâm bụt 24 đồng. À, cũng giá của nó là 25 đồng một chậu đó. Đây là cái cây mình thấy nó giống như cây si đó, mà 34 đồng, 98 là 35 rồi. Bên này mình thấy có cây yellow lemon, à là cây chanh vàng, rồi có một cây ổi mà lá đỏ. Bên này là thấy hoa lài màu trắng, phải là hoa lài không ạ? Mình nghĩ là hoa lài đó. Đẹp đêm nhỉ. Rồi chả 19 đồng. Trời ơi, một cái chuối nhỏ xíu này mà nó đòi 34 đồng, 98 là 35 đồng. Và một cây đào, đây là cây đào. Rồi là ổi, các bạn thấy không, cái lá nó màu đỏ. Cái ổi này lá nó màu đỏ, trái ổi chút chút màu xanh, chắc một loại của ổi của bể đó. Dấu ở trong gốc này là những cây tùng. Mình thấy có một cái cây táo tàu đứng lơ thơ, giá 50 đồng. Cây táo tàu ốm nhôm nhất. Mình tìm thấy mấy cái chậu này là cây đu đủ. Cây đu đủ đây ạ. Nhỏ xíu. 23 đồng.
các loại hoa cỏ. Ở đây mình thấy có một số vạn thọ màu vàng rất là tốt, chắc người ta bỏ phân nhiều lắm đây rồi. Vạn thọ màu cam. Ôi đẹp quá, ở trên này là những cái cây gì đây nè? Cây này ở bên Mỹ mọc rất là nhiều, nó màu hồng đẹp quá. Trời, mình nghĩ là ban ngày thì sếp, buổi sáng thì sếp ra bán, buổi chiều sếp vô chắc cũng cực lắm đây nè. Nhưng mà hoa cỏ rất là đẹp. Các bạn coi nè, họ kết lại đẹp ghê không? Hoa nhỏ nhỏ rồi cộng với cái hoa lớn rồi bỏ trên một cái chậu. Một cái chậu có mấy cái chân bằng sắt đó, để dựng trong góc nhà, góc vườn rồi cho đẹp á. Qua đây thì là hoa vàng và tím. Cái người sắp cũng có ý lắm các bạn, họ sắp kiểu như là mình kêu là tông xuyệt tông đó, tức như là cái cốt màu nào thì theo màu đó, vàng với tím đi chung với nhau trông rất là đẹp mắt, bắt mắt, dễ mua. Đó nè, dễ thương không, màu hồng phấn. Cơ mang nào là hoa hồng, đẹp ơi là đẹp. Hồng nhung đỏ thẫm, hồng mộc thiên. Sau đó là giống hồng màu trắng. Hồng trắng cũng đẹp lắm đó quý bạn. Trong quý phái đài cát. Bên này chúng ta thấy hoa hồng mà nó kêu là mini đó, như là hoa lá nhỏ xíu mà bông cũng nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà từng chùm trông rất là đẹp. Ngày xưa nhà cũ của mình á, mình trồng cái loại mini này nè, rất là nhiều màu khác nhau ha. Đây như đây quý bạn thấy là mini đỏ, rồi tới mini hồng, trong này thì tím tím, đẹp gì đâu. Đây là cả mớ hoa mini. Nói vậy chứ mình trồng mà mình phải cắt nó chứ không thôi nó cũng trổ cái ngồng cao lắm đó. Wow. Màu tím đẹp ghê mà. Qua dãy bên này chúng ta thấy có rất nhiều hoa cái loại mà ít cần nước và có thể sống ở những cái khu trời nóng cần ít nước mà cũng đẹp quá chừng luôn à.
cái hoa vàng bên này đó, mình thấy nó mọc đầy đường trong cái khu nhà mình hết mà mình đâu có về đâu. Nó tên là mimosa. Qua một bài, một số bài viết của quý bạn trên Facebook thì mình mới biết nó tên là mimosa đó. Save water là giữ gìn nước, tại vì năm nay ít mưa quá, nước không đủ để mà dùng, thành ra người ta kêu gọi save water, tặng tiện nước. Phía trên cao là những cái chậu mà người ta đúc nó thành hình nón, gọi là cone, cone shape, rồi người ta bỏ hoa lên bán, rất là bắt mắt, dễ thương quá. Các bạn ơi, mỗi lần mình vô đây mình không muốn đi về đó, tại vì mỗi hoa, mỗi màu, mỗi vẻ. Hoa ở đây người ta dưỡng nó từ trong nursery, tức như là những cái trại trồng hoa đó, người ta dưỡng trong một cái nhiệt độ mà cái cây cối nó đòi hỏi. Thành ra khi người ta, nhà vườn người ta đem tới đây bỏ mối, người ta máng lên nó đẹp vô cùng luôn ạ. Mình thấy cái dãy này dễ thương lắm. Các bạn thấy không, mình thích cái loại hoa mà bỏ trong chậu này ghê, rất là đẹp mắt, dễ thương. Mình nhìn thấy một khóm cúc đây ạ, khóm cúc màu tím lật lật. Cúc thường thường hay nở hoa vào những cái mùa mát mẻ như là mùa thu, mà nhà vườn thì họ tha hồ họ vặn nhiệt độ mát mát giống như mùa thu thì hoa cúc nở thôi, thì thế là họ đem ra họ bày bán để cho những cái gia đình nào mà có nhu cầu tiệc tùng này kia đó thì mua. Rồi đây là hoa giống như cái chuông á, màu trắng. Những chùm hoa mọc ở ngoài sa mạc màu đỏ đỏ. Hoa sa mạc màu xanh, nó form lại, tức như là nó quấn quyện lại với nhau giống như một cái hoa, một cái đài hoa sen lớn vậy đó quý bạn, và rất là lâu tàn nha, hầu như không có tàn đâu đó. Nếu mình chăm kỹ đó là nó đẹp như vậy hoài thôi đó. Bởi vậy mới kêu là cây trồng ít nước mà chính phủ khuyến khích người ta nên bỏ ở ngoài sân cho đẹp đó. Đây thêm một mớ chậu treo nữa nè.
sau cùng mình đã tìm được cái hoa mình thích, đó là hoa hướng dương đó quý bạn. Đây có một cái bụi hướng dương đẹp mắt, quá chừng nụ luôn, giá 35 đồng. Đẹp ơi là đẹp, trồng giữa nắng. Rồi là cúc vàng. Cúc trắng. Đã từ lâu mình thường tự hỏi là cái hoa khô bé bé mà bắt đầu cái người China, tức như người ở bên Trung Quốc, người ta ép khô rồi người ta bán cho ngành nail đó, cái hoa đó sao mà nó bé quá, mà ở đâu mà tìm được cái loại bé như vậy. Thì sau này tình cờ đó mình mới thấy chúng nó. Đây nè các bạn, nó nhỏ xíu như vậy, nó nhỏ bằng cái đúng là bằng cái móng tay của mình luôn á. Thành ra họ ngắt nó rồi họ phơi khô rồi bán cho chúng ta, cũng mắc lắm ạ, 5 đồng cũng có mấy bông à. Đây là cái hoa màu tím. Trở lại những cái hoa khô mà người Trung Quốc người ta hái về và ép khô và bán cho ngành nail đó, mình nghĩ là cũng là giống của những cái bông này nè. Bên kia thì mình thấy màu tím, bên này thì mình thấy màu đỏ vàng đó quý bạn. Thật ra nếu chúng ta có thì giờ thì ngắt nó, trồng nó ngoài sau vườn rồi ngắt nó rồi ép khô đó thì cũng có thể có được một mớ hoa bé bé đó. Sau khi mua sắm ở Home Depot xong thì mình đã về đến nhà, mình nói để mình quay phim mấy cái món hàng mà mình mua cho quý vị xem đây nè. Đây, đầy một xe. Mình đã mua cẩm tú cầu, một vài cái loại cây mà ít hút nước. Rồi rất là đẹp. Tại vì mình hỏi con mình là con thích cái tone màu gì, thì cháu nói là cháu thích purple, tím đậm, tím lợt, đại khái hồng lợt vậy đó. Thì mình đã mua xong về tới đây. Ở dưới này là ba bịch top soil, có nghĩa là mình thêm đất, bởi vì đất ở nhà cháu nó khô quá. Trước đây đó người ta, tại vì người ta trồng cái cây mấy cái cây sa mạc đó quý vị, thành ra là người ta bỏ ra đá sỏi nhiều quá, bây giờ mình phải bỏ thêm đất thịt để cho cây nó mau lớn. Hy vọng là chút nữa khi mình hoàn thành xong cái việc trồng cây này, mình sẽ trở lại với quý bạn nhé. Đây là toàn thể những cái cây cũ xấu mà cháu nó không thích, nên mình sẽ nhổ nó lên, rồi đồng thời chêm với những cái hoa cỏ mà mình mới mua về đó, rồi làm cho nó đẹp đẽ, chuẩn bị cho một mùa hè vui vẻ có bạn bè tới chơi, tắm hồ bơi và uống bia rồi hưởng thụ cuộc sống. Các bạn ơi, sau 3 tiếng đồng hồ làm việc thì bây giờ vườn hoa đã hoàn thành, trông rất là mỹ thuật, đẹp mắt. Ngày hôm nay mình làm cho cháu chỉ có một nửa cái vườn thôi, rồi bữa nào rảnh mình sẽ chạy tới làm tiếp.
Thầy đưa em. Rất là xinh. Mình có nói với cháu là khoảng chừng một tháng nữa thì mấy cái bông, mấy cái cây nhỏ nhỏ này nó sẽ bắt rễ, rồi là sẽ có nhiều bông hoa hơn, và cái lớp bông mà bông cúc nhỏ nhỏ mà nằm ở dưới gọi là ground cover đó, cái lớp đó nó sẽ nhảy dây ra thật là dài, và rồi sẽ có hoa tím đầy mặt đất hết. Clip làm vườn hàng ngày hôm nay đến đây là tạm là đầy đủ. Mình xin cảm ơn quý bạn theo dõi nha, và xin hẹn gặp lại. Cảm ơn. Bye bye.